Hello, các bạn nếu để ý thì sẽ thấy là cái video mở đầu này nó sẽ giống hệt so với cái video cuối cùng. Bởi vì là mình đã quên mất không quay cái intro từ đầu ấy. Thì bây giờ thì mình quay tiện thể luôn. Thì mình trong vlog này mình nói trước là mình sẽ đọc ba cuốn sách là Vì Sao Không Thể Giết này, Trái Tim Của Quỷ và cuốn Lâu Đài Cát. Thì đây sẽ là ba cuốn sách mình đọc trong cái vlog này, vlog đọc trên thám nhật. Vì sao không thể giết? Bây giờ mình mới đọc thuốc cũng đọc được tầm 1 phần 3 rồi đấy. Khi nào được đến 2 phần 3 chắc là mình sẽ cập nhật tiếp cuốn Vì Sao Không Thể Giết của tác giả Ipongi Toru. Và cái nhân vật này cũng là nhân vật trong sách thì mình không rõ ý là đây là viết trên việc có thật à. Câu chuyện ở đằng sau này thì có vẻ như là có một kẻ giết người. Viết gửi thư yêu cầu nhà báo Ipongi đàm luận với mình trên báo nếu không sẽ tiếp tục gây án. Đấy, trong quá trình điều tra và đưa tin những bí ẩn dần giải đáp, nhưng liệu đó có phải tất cả sự thật? Điều nhà báo Ipongi không ngờ tới là động cơ thực sự của vaccine. Tên giết người là biệt danh vaccine. Điều vaccine không ngờ tới là có người hắn không thể giết. Thì toàn bộ cái này hiện tại đến giờ mình đọc 1 phần 3 nó vẫn chưa xảy ra. Nó chưa xảy ra luôn. Cái mà nó xảy ra thì tức là tầm 1 phần 3 đầu của truyện thì nói về Ipongi này, là nhân vật này là kể chuyện anh Ipongi này, là anh kể về kiểu cái quá trình làm báo như thế nào, rồi cái cách mà những các nhà báo họ phải thạo tin tức, rồi họ phải có những cái kết nối móc nối gì đấy với những người ở các cái tòa soạn này nọ vân vân ý, thì phải phải có kiểu quan hệ đấy để có thể thực hiện được một bài báo, rồi cái cách mà điều tra như thế nào để ra được cái bài báo đó này, rồi cái xưởng in hoạt động nào, cái tờ báo được in như nào. Tức là gần như là toàn bộ 1/3 đầu của chuyện này thì nói về anh Ipogin, anh nói về cái nghề báo của anh ấy, và anh ấy cũng kể lại một câu chuyện về 20 năm trước là anh ấy chính là cái bài báo đầu tiên mà khiến cho anh ấy nổi tiếng và có được cái sự trọng vọng của đồng nghiệp. Uy tín ấy, là tìm được cái uy tín nhà báo là bắt được từ cái bài đầu tiên này. 20 năm trước anh ấy đã cùng với một nhóm khác là thực hiện việc lấy tin và để điều tra một cái vụ theo kiểu là tham nhũng hối lộ, và chính cái vụ án này đã khiến anh ấy gọi là mất hết cả gia đình. Rất là một chuyện buồn, mất gia đình đây theo cái nghĩa bóng ấy, chứ không phải là mất là chết cái gì đâu nhá, nó không có, chưa có gì chết đây cả. Thì đấy là kể về anh Ipongki để chúng ta hiểu hơn về anh ấy là người thế nào, anh ấy là một nhà báo như thế nào, và anh ấy đã đánh đổi những cái gì để có được cái bài báo này. Sự thật thì nó cũng là một cái đánh đổi rất là lớn với cả anh Ipongki. Và mở đầu chuyện thì cũng nói luôn là hiện tại đang có ba cái vụ án giết người hàng loạt, là đều bởi vì đều có cái ADN của hung thủ, cùng một cái ADN tìm thấy ở cả ba hiện trường vụ án. Thế nên người ta xác định là đây là một kẻ giết người hàng loạt, thì chắc là chỉ là cái kẻ vaccine này. Còn cái đoạn mà Vax kể tên sát nhân gửi thư yêu cầu cho nhà báo ấy thì vẫn chưa đến. Mình đọc 1 phần 3 và vẫn chưa đến cái phần đó, cũng không biết khi nào. Và bên cạnh thì nhân vật Ipongi kể chuyện này thì còn có một nhân vật nữa tên là Ehara Yoichiro, lời độc thoại của Ehara Yoichiro. Thì hiện tại thì mình không rõ là nhân vật này có liên quan gì tới cả vụ án và vaccine, thì chắc chắn không phải đây là vaccine rồi, bởi vì hình như lời độc thoại này nó cũng đang diễn ra cùng lúc với những vụ án này xảy ra ấy. Thế nên là không biết nhân vật này thì nhân vật này thì lại có một cái tâm lý nó khá là có vấn đề. Thế là tác giả đây cái kể chuyện như thế là đang có một cái vấn đề gì đó ở nhân vật Ehara này, thì không biết là nhân vật này sẽ xúc tiến thế nào liên quan đến vụ giết người, hay là lại làm bạn cái giết người, hay là quen biết giết người, hay là phục với kẻ giết người và thực hiện thêm những vụ án kiểu copycat với kẻ giết người. Đấy là những câu hỏi, những cái giả thuyết của mình đặt ra cho nhân vật Ehara này. Còn nhân vật Ipogi là anh nhà báo thì đến giờ như mình nói vẫn chưa được nhận được cái bức thư, thì mình cần phải đọc tiếp. Về cái cách viết chuyện này thì mình thấy cũng khá là ổn. Hiện giờ thì nó vẫn theo cái kiểu tường thuật
mọi thứ kiểu nó rất là không có cảm xúc ấy. Thì mình nghĩ là bởi vì đang viết theo cái phong cách của một nhà báo nên cái câu chuyện nó tự dưng cũng nó không không phải hết kiểu khô khan, nhưng mà nó có gì đó theo đúng kiểu kể một cách rất là ngắn gọn và vào luôn vấn đề ấy. Nhưng mà nó sẽ không thể hiện ra cái cảm xúc gì của người viết. Và mặc dù đây là các nhân vật đều xưng ở ngôi tôi nhá, vẫn chứ không có gì là mình chê trách nhá, mình vẫn đang theo kiểu là đang đọc rất là ổn. Nhưng mà hiện tại thì nó vẫn chưa có một cái gì có thể gợi cái sự tò mò của mình, bởi vì đến giờ mình vẫn đang tìm hiểu, vẫn đang được gọi là đọc về nhân vật Ipongi, đọc về cái nhân vật Ehara đấy. Còn về họ sẽ làm gì hay là có chuyện gì xảy ra họ thì cũng chưa có, nên là nó chưa tạo ra được cái sự tò mò tiếp theo. Nhưng mà bởi vì mình biết là sẽ có cái tình tiết là tên sát nhân gửi thư yêu cầu cho nhà báo này, nên là mình vẫn đang chờ đợi, mình vẫn đang đón đọc xem thế nào. Nếu gọi là để chấm điểm đến giờ thì chắc là 3 sao với mình. Còn để xem chuyện tiến tiếp theo nhé. Mình đọc đến được gần hết cuốn Vì sao không phải giết rồi. Và cuốn này thì nó sẽ, nó hơi, nó khá là theo một cái hướng mà mình cũng hơi bất ngờ đấy. Không phải bất ngờ theo kiểu cốt truyện mà đó là cái hướng đi của chuyện này. Thì mình vẫn luôn kiểu nghĩ đơn giản là anh nhà báo điều tra ở thì nó đúng là một cái kiểu dạng của nhà báo điều tra đấy, nhưng mà nó lại không như những gì mình nghĩ theo kiểu là điều tra hình sự cảnh sát đâu nhá. Tức là mình đã đọc đến cái phần là tên vaccine này là gửi thư cho anh nhà báo Ipongi này và nhờ và sẽ chỉ liên lạc với anh ấy. Tên vaccine này nó cũng giống như kiểu cái tên sát nhân hoàng đạo ấy, Zodiac, nếu bạn xem phim đấy. Thì cũng là viết một cái thư gửi cho báo, à hoặc là giống cái tên Jack the Ripper ở Anh ấy. Thì cũng gửi thư cho báo chí này và sẽ chỉ liên lạc với một cái anh Ipongi này thôi. Và anh Ipongi này sẽ phải đăng ngay lập tức cái bức thư đó của tên vaccine này trên cái tờ báo trên trang nhất. Và sau trong vòng 2 ngày thì tờ báo này sẽ phải tiếp tục xuất bản cái lời phản hồi của chính anh Ipongi về cái bức thư đó của tên vaccine, tức là về những vấn đề tên vaccine nói đến. Và nó như kiểu một cuộc trao đổi giữa vaccine với cả Ipongi vậy. Và đương nhiên là báo chí, tờ báo này cũng phải lợi tận dụng điều đó để tăng doanh số, làm tạo thu hút rồi tạo ra các những cái thảo luận giữa độc giả này, giữa các chuyên gia về tâm lý của tên vaccine này thế nào. Thì tên vaccine này nó gửi được mấy bức thư rồi, và hầu như các bức thư này nó nói về cái việc là nó giết người thế nào này, tại sao hắn nó lại chọn những nạn nhân như thế. Có vẻ như là nó không chọn theo một cái tiêu chí nào hết, chỉ chọn là ngẫu nhiên ý. Và nó giải thích là tại sao nó lại chọn những người như vậy. Có vẻ như là nó là đang có cái triết lý về mặt giết người, và nó muốn thử nghiệm được việc đó để xem có đúng theo được cái triết lý của nó không. Nhưng như kiểu là dạng thực hiện các vấn đề để chứng minh cho một cái luận điểm của tên vaccine này về việc giết người ấy. Và hắn nói rằng là theo kiểu con người là virus, và hắn là một cái vaccine để chữa lại cái con virus này, chữa bệnh lại. Và đương nhiên anh Ipongi phản hồi lại việc đó và thấy điều này có vẻ không đúng, bởi vì tại sao anh ta lại, tại sao hắn lại nghĩ hắn là vaccine trong khi hắn cũng có thể là con virus đấy, kiểu vậy. Nó là một cái dạng trao đổi một cách giữa một tâm lý của một người bình thường là anh Ipongi này và tâm lý của một kẻ giết người. Và giữa các cái việc trao đổi như vậy thì anh Ipongi cùng với các nhà báo cũng có đi xem lại các vụ án, gặp lại các người nhà của nạn nhân và để tìm hiểu lại. Tức là trong quá trình đồng hành đấy thì đương nhiên là phải có sự trợ giúp cảnh sát nữa rồi. Kiểu có qua có lại, cảnh sát sẽ phải thu hồi các bức thư của tên vaccine này để mà điều tra về các dấu vết, rồi chữ viết tay, phân tích này nọ. Thì đấy là đồng thời với cái việc là trả lời tên vaccine thì là họ cũng phải đi điều tra nữa. Và các anh nhà báo này cũng phải xem thế nào hỗ trợ điều tra kiểu vậy. Thì đến tầm gần như nay thôi, còn tầm 1/3 chuyện nữa thôi, thì nó cũng không phải theo cái hướng là giết người tàn bạo hàng loạt thì ấy, mà ở đây là chuyện nó sẽ phân tích về mặt gọi là tâm lý của cái tên vaccine này như thế nào, tại sao lại muốn như thế đấy, rồi về cái cách mà báo chí, mối quan hệ giữa báo chí và kiểu các vụ án mạng, rồi việc báo chí mà lấy lợi nhuận từ những cái vụ án mạng này thì nó là như thế nào, cái đạo đức nghề nghiệp ở đâu, tức là cái ranh giới giữa việc sử dụng, giữa việc là đăng lên là để tạo ra lợi nhuận, rồi với cái việc là ở đấy câu view đấy, và với cái việc là để
tiếp tục trao đổi với cái vaccine để có thể hỗ trợ việc điều tra. Thì đấy, nó sẽ là theo cái kiểu định hướng của cái câu chuyện này, thì mình nghĩ là nó sẽ, rồi vì sao không thể giết đây, nó như kiểu câu hỏi dạng là giữa cái là cái cuộc nói chuyện giữa vaccine với cả anh Ipogi này, việc là tại sao anh lại nghĩ là anh có thể giết người được ấy, rồi thì anh phải trình bày luận điểm vân vân này nọ, và đấy rất là nhiều người khác, tức là nó sẽ phân tích đi sâu hơn về cái khía cạnh triết lý và cái nhân sinh quan của tên giết người này như thế nào, cụ thể là hắn là người như thế nào ấy, và hắn cũng phải chứng minh cái việc là con người là bệnh tật đấy, hắn chứng minh cái là hắn khi hắn giết người đấy thì mọi người có ai quan tâm đâu, thực ra người ta chỉ súm lại là vì tò mò, nhưng mà với một những người bình thường họ đang có việc họ sẽ coi như đấy không phải việc liên quan, họ sẽ đi qua nó là kiểu sự im lặng ấy. Thì đấy, vì vaccine nó đang muốn chứng minh cái điều đấy, và nó nghĩ rằng con người là virus và vì vậy sẽ là căn bệnh ý. Thì cái chuyện chuyện này thì nó là một chuyện trinh thám, nhưng mà nó sẽ không theo cái hướng dạng rất là kịch tính đâu nhá, mà nó sẽ theo hướng kiểu về mặt xã hội nhiều hơn, về phân tích về mặt xã hội, về báo chí, về cái sự liên quan của báo chí, rồi về tên tên giết người nó cái sự quan hệ như thế nào. Thì đấy cũng là một cái hướng đi mới, bởi vì mình ít đọc cái thể loại kiểu như vậy, trinh thám cái kiểu như này, nên là với mình thì nó sẽ là mới. Tuy vậy thì mình cũng không phải là quá thích cái kiểu hướng đi dạng như thế. Có thể sẽ nhiều bạn rất thích, đặc biệt là các bạn thích chuyện của Hiroshi no Kego, dạng của nó đi nhiều về cái phần là vấn đề xã hội, thì có thể sẽ thích cái kiểu hướng của chuyện này, mặc dù nó không không theo kiểu giống của Higashi no Kego nhé. Hiện giờ thì nó chuyện này thì cũng chưa phải là có cái gì theo gây kịch tính gì đâu, nó, mình không nghĩ là chuyện này nó sẽ được gọi là kiểu kịch tính, vì đấy không phải là cái mục đích chính của tác giả để tạo ra một câu chuyện kịch tính, mà để tác giả muốn chúng ta tìm hiểu nhiều hơn về mặt tâm lý của tên vaccine này, lý do giết người này, và cái cách làm việc của báo chí khi mà có một sự việc như này xảy ra ấy. Còn cái nhân vật thứ hai là cái cậu Ehara gì đúng không, vẫn chưa hiểu có liên quan gì tới việc này luôn, không biết là như thế nào cậu, sau đó cậu ấy sẽ có vai trò gì trong một câu chuyện này. Mình đã xong cuốn Vì sao không thể giết rồi, và mình rất là bất ngờ vì mình cho cuốn này 4 sao nhé. Mới đầu thì mình thực ra khi mà mua quyển này mình cũng chỉ nghĩ đơn giản chắc là cuốn này nó sẽ hơi kiểu dạng triết lý theo dạng vì sao phải giết, mà hỏi những cái câu hỏi rất là vĩ mô theo kiểu lý do tại sao chúng ta phải giết người, hay là tại sao lại không thể giết vân vân. Mình đã nghĩ là nó là kiểu như vậy, nhưng đến về sau khi mà bắt đầu đọc, khi mà bắt đầu tìm hiểu được dần dần thực hư thực của câu chuyện nào, và sau đó đoạn kết của chuyện khi mà mọi thứ được lộ ra ấy, mọi bí mật được tiết lộ, thì mình mới thực sự cảm thấy quả là một câu chuyện rất là phức tạp. Đây thực tế là một kẻ giết người rất thông minh, và hắn đã làm toàn bộ cái chương trình này để phục vụ cho cái mục đích của hắn, tất cả mọi thứ chỉ làm kế hoạch thôi, kể cả cái việc gửi thư này, liên lạc với nhà báo Ipogi này nữa, nó vẫn theo đúng như những gì mà tên giết người nói ở trong cái bức thư của hắn. Nhưng mà thực ra thì nó gần giống như là một cái dạng như là đánh lạc hướng, tung hỏa mù thôi ý, để chúng ta không tập trung được vào cái phần chính. Mà cái phần chính đó thì đến về sau thì mình mới phát hiện ra, mình mới biết, nhưng mà khi mà đang đọc này rồi sẽ không thể nào biết được là cái mục đích chính của tên thủ phạm là gì. Hắn luôn nói ra là hắn giết người một cách rất ngẫu nhiên, chỉ đơn giản là bởi vì con người là virus, làm cái gì đó cần phải loại bỏ. Nhưng mà đương nhiên các nhà báo chúng ta đã rất là thông minh và nghĩ rằng là làm gì có chuyện mà nó không giết người ngẫu nhiên, chắc chắn phải có một cái động cơ gì đó, phải có điểm chung gì đấy giữa các nạn nhân này, và họ có tìm ra được các điểm chung đó. Ngay cả ban đầu nạn nhân là đều là nam, đã thấy là có một mẫu số chung rồi, nhưng mà hắn lại tiếp tục lấp liếm bằng cách là hắn nói về những cái như là việc báo chí dùng những vụ giết người này để là gây lợi, tạo lợi nhuận chẳng hạn này, rồi chẳng có bao giờ có thể trực tiếp là tự nói ra chúng ta là người trong sạch hay không vân vân ấy. Tóm lại là kể cả kế hoạch rất là công phu của tên giết người này đã được thực hiện, và để phục vụ trong cái mục đích cuối cùng mà đến tận cuối chuyện anh Ipogi này, anh ấy sẽ điều tra, anh ấy suy luận, anh chấp ghép và anh tìm ra được thủ phạm. Thế ra ấy,
để mà nói về cái gọi là sự lắt léo về thủ phạm thì nó sẽ không có nhé, bởi vì cái số lượng mà chúng ta có thể coi như đấy là thủ phạm, chúng ta đoán là thủ phạm rất là ít, vì vậy mà rất dễ dàng là các bạn đoán ra thủ phạm là người đó. Mình không đoán ở trong chuyện này bởi vì mình không nghĩ là thủ phạm lại là một người như thế. Nên là nếu là những người đọc nào mà cẩn thận hơn thì có thể sẽ đoán ra được thủ phạm ấy, bởi vì cái như mình nói là ở trong chuyện này nó sẽ không theo cái kiểu là như kiểu chuyện của Agatha Christie có cả một dàn các nghi phạm, chúng ta tìm ra được thủ phạm từ trong những người đó, thì đây là thủ phạm nó sẽ rõ ràng luôn, nó sẽ không phải cái gì nó quá lắt léo hay là bất ngờ. Nhưng cái bất ngờ ấy đó chính là sự thật về việc tại sao mà hắn lại giết người, và sự thật cả về việc là viết thư gửi thư cho anh Ipongi này nữa, bởi vì là hắn đã chọn anh Ipongi do là anh này anh đã viết một cái loạt bài báo nó rất là tạo ra được cái cảm xúc ấy về việc là anh Ipongi này anh ấy đã đánh đổi cả gia đình của mình để tập trung vào sự nghiệp, và đó là một lựa chọn vô cùng là khó khăn. Thì chính vì điều đấy mà tên sát nhân đã chọn anh Ipongi để liên lạc, nhưng mà liệu còn có mục đích gì ẩn giấu đằng sau đấy hay không, và đó chính là một cái rất bất ngờ với mình. Và đến cuối cùng khi mà anh Ipongi anh ấy cũng lộ ra được cả một số chuyện khác nữa cơ, thì mới thấy là nhỡ đâu có khi cái tên kể giữa người này mới là người đúng thì sao. Đây là một cái sách mà mình thấy là gợi lên được cũng khá là nhiều những cái suy nghĩ và có tạo ra được một cái ấn tượng rất là lớn. Mình đem cuốn sách nó rất đơn giản và nó nói về nghề làm báo và cái việc của chúng ta, cái đạo đức của nghề báo như thế nào, và cái lằn ranh giữa cái công việc việc tư và việc công nó rõ ràng đến mức nào với mỗi người. Mỗi người sẽ có một cái riêng đúng không, một cái ranh giới riêng cho cái việc đó. Đây, điều nhà báo Ipongi không ngờ tới là động cơ thực sự của vaccine, động cơ rất là bất ngờ này. Điều vaccine không ngờ tới là có một người hắn không thể giết, và đó là ai thì nó cũng chính là cái động cơ đấy. Cuốn sách mà mình thấy rất là ít người đọc, mà hình như là không không mấy ai biết về cuốn này, và mình không thấy có không thể có nhiều review cho lắm. Và cuốn sách này thì mình đảm bảo nhé, cuốn này các bạn nên tìm đọc nhé, rất là hay. Cuốn tiếp theo là mình đã chuyển sang là cuốn Trái tim của quỷ của Mahokaru Numata. Cuốn này cũng khá là lâu rồi và mình thấy có nhiều review thì cũng nói là cuốn này thì nó bình thường thôi chứ nó cũng không phải là gì đặc sắc. Hiện tại thì khi mà mình đọc được đang đến tầm đây rồi, đọc cũng được tầm gần 1/3 rồi đấy, thì mình thấy là khá là ổn ý. Mình chưa thấy nó theo cái kiểu bình thường đâu, mình thấy rất là thúng thú. Và chuyện này đang đi theo một cái anh tên là Ryosuke, là trong một lần về nhà thăm bố thì anh tình cờ phát hiện bốn cuốn sổ cũ được cất kỹ trong tủ âm tường. Lật thử vài trang, anh phát hiện nội dung bên trong là những lời thú tội của một kẻ bị ám ảnh bởi niềm hân hoan khi nhìn sinh mạng kết thúc. Liệu, và đây là cái điều mà anh ấy rất là cảm thấy đáng báo động, là quyển sổ này là bố anh viết hay là mẹ anh viết hay là một người ai đó khác, rốt cuộc quá khứ của gia đình này có cất giấu bí mật gì. Vì đến giờ đọc chuyện này, đọc cái anh này đang đọc cái cuốn nhật ký, cái này nó cứ nói như vậy, tôi không rõ giới tính nhá, thì anh ấy đang thấy là có vẻ như là đây là một người đàn ông viết, đây là một nhân vật, đây là một người con trai viết của nhật ký này, sau đó thì lại có thể là một cô gái. Vậy thì có thể là bố hoặc là mẹ anh, nhưng mà tại sao bố mẹ anh lại có những cái suy nghĩ kinh khủng như thế này? Thì bây giờ nói qua về cái gia đình của anh Rio này nhá, thì gia đình này là có bố mẹ này, anh Rio với các em trai. Và trước đây là mở đầu câu chuyện ấy thì là Rio này có kể về việc là đưa người bạn gái cũng là vợ sắp cưới giới thiệu ra mắt gia đình là Chie, nhưng mà mọi chuyện nó đã sụp đổ khi mà Chie đột nhiên mất tích. Mất tích ở đây là không phải là bỏ lại đồ gì đâu, mà hoàn toàn các đồ của Chie này là không có luôn. Khi mà anh Will đến cái căn hộ trống không ấy, thế là cô Chie mất tích hoàn toàn, không không có tung tích gì. Đấy. Sau đó thì mẹ của anh Rio này thì cũng mất vì tai nạn. Đó, còn bây giờ là bố của anh này thì đang bị bệnh tật. Rồi bà của anh thì mất trí nhớ, suy giảm mất trí nhớ.
Thì cho nên là bây giờ anh cũng chưa muốn là có thể hỏi ai được về cái quyển sổ này hay là về cái sự thật về quyển sổ này là như thế nào. Cái quyển sổ này nó như kiểu nó là nhật ký đang viết về cái quá trình kiểu có lẽ là quá trình hình thành ra một tên sát nhân ấy. Vì ban đầu là có cái suy nghĩ rất là nó không bình thường một đứa trẻ này, sau dần dần khi mà nhìn thấy cái cảnh một sinh vật nào đó chết thì cái nhân vật tôi này rất là sụp xuống, rất là có một cái gì đó nó thư giãn, nó nhẹ nhõm thảnh thơi. Thế nên là rất là lo lắng là nó sẽ phát triển lên thành tên giết người. Và đến bây giờ anh Rio vẫn đang đọc. Nhưng mà buồn cười ở chỗ nhất là khi anh Rio anh tìm được cái bố cuộc số cũ này cất kỹ đúng không? Thế thì anh ấy chỉ về là lấy trộm mang về để đọc cho nó thoải mái. Đây thì lại lén lút cơ. Anh ấy nói với cả cái cậu em trai là bàn với nhau là cứ khi nào cậu em trai này cùng bố đến thăm bà ở viện dưỡng lão thì anh Rio này sẽ lẻn vào nhà để đọc trộm. Và khi nào mà ông bố chuẩn bị về thì cậu em trai sẽ nhắn tin để báo và anh ấy sẽ về luôn ý để không bị bắt gặp. Thì mình nghĩ là tại sao phải làm như thế, trong khi đó thì anh có thể lấy tầm 1 đến 2 quyển ra mang về đọc rồi hôm sau hôm nào đấy lại cũng được, hôm nào đấy lẻn vào và cất lại là xong ấy. Cần gì phải cứ phải như thế thì kiểu đọc rất là đứt quãng, vì chứ cũng phải phụ thuộc vào mỗi lần mà ông bố phải đi vào viện dưỡng lão đúng không? Mình rõ ràng những cuốn sổ này được cất giấu kỹ như thế thì không thể nào là có chuyện là cứ lộ ông bố hay là ai đó sẽ lôi ra thường xuyên để đọc được. Nên mình nghĩ là nó hơi bị vô lý ở cái điểm đấy đấy. Nhưng mà bỏ qua cái phần vô lý đó thì hiện tại là mình đang thấy rất là tò mò về cuốn nhật ký này, xem muốn nó phát triển lên được theo cái hình thức như nào và sự thật về cái gia đình của anh Will này là có gì bí ẩn hay không, rồi cái cô Chie đấy là cô mất tích ấy, là tại sao tự dưng biệt tâm biệt tích như thế mà không để lại một cái lời nhắn nào cả. Mình đọc được hơn một nửa, chắc là tầm 55% cuốn Trái tim của quỷ và mình thấy khá là hay. Không phải theo cái kiểu là quá là xuất sắc nhưng mà mình cảm thấy rất là tò mò về cái câu chuyện mà tác giả đang kể đến ở về cái cuốn nhật ký mà cậu anh à nhưng mà chính tên là Rio. Cuối cùng thì mình cũng lại nhớ tên Rio và cậu em tên là hay là mình vẫn nhớ cậu anh tên là Rio mà đúng nhỉ? Cậu anh là Rio là nhân vật chính, cậu em tên là Yohe. Yohe thì thì quay qua cuối cùng thì cũng cũng biết là có thể lấy cái quyển nhật ký đấy mang về đọc chứ không cần thiết phải là phải đọc ở ngay trong lúc mà ông bố đi ra ngoài lén lút như thế, mang về mà đọc có phải thoải mái hơn không. Thì hiện tại là anh Rio này đã đọc hết cả các cuốn nhật ký rồi và anh nói hết về những cuốn nhật ký này cho Yohe, vì hai người này là anh em và họ nói chuyện với nhau ấy, họ tâm sự nhau thì anh Rio này là muốn bàn luận kiểu thảo luận về với cả Yohe về cái sự thật về gia đình của mình, là cuốn nhật ký này là ai viết, là mẹ mình hay là bố mình hay là một ai đó. Và khi mà đọc xong các cuốn nhật ký này thì Rio cũng kiểu chắt lọc ra các thông tin để có thể là giúp xác định là người viết cuốn nhật ký đấy là ai và tại sao họ có lẽ có một cái tâm lý nó hơi méo mó như thế. Và nếu đấy là mẹ của họ thì quả thực là Rio thấy rất là sốc và buồn. Và có một cái việc này nữa này mà Rio cũng vẫn luôn luôn cảm thấy rất là thắc mắc, đó là Rio vẫn nghĩ rằng mẹ mình là người mẹ thay thế. Vì Rio nhớ là có một thời gian là nằm viện và cái người mẹ trước khi mà Rio gặp và sau trước khi vào viện và và người mẹ sau khi mà Rio ra viện ấy thì là hai người khác nhau. Cái cảm giác của Rio lúc đấy rất là khác nhau về hai người mẹ này, cho nên vẫn luôn nghĩ rằng cái người mẹ thứ hai là người mẹ thay thế người mẹ đầu tiên. Và đó là lý do tại sao mà cái cuốn nhật ký này lại kiểu gây ấn tượng rất là mạnh với cả Rio, bởi vì Rio vẫn nghĩ là nhỡ đâu là cuốn nhật ký này có thể là cái người mẹ thật sự của mình đã viết chứ không phải là người mẹ thay thế. Vậy thì mình là con của ai kiểu kiểu thế, tức là nó sẽ có rất là nhiều cái câu hỏi đặt ra về nhân thân của bà mẹ nói đến trong chuyện này hay là ông bố. Đấy. Cái cuốn nhật ký này cũng khá là thú vị. Thường ấy là trong rất nhiều chuyện thriller, chuyện trinh thám tâm lý thì mình không thực sự quá thích đọc cái phần nhật ký đâu.
hoặc là những cái phần nhật ký mà nó ngắn ngắn theo kiểu là để tác giả bổ sung thông tin vào thôi ấy, thì mình gần như là không quá là thích, trừ phi là cái nhật ký nó đóng vai trò như là một cái chương truyện hẳn hoi thì may ra là mình có thích. Nhưng mà cái chương truyện, nhưng mà kiểu nhật ký mà nó lại như thông tin bổ trợ thì mình thường hay skip, vì nó như kiểu kể lại quá khứ ngày xưa. Thì cái nhật ký ở trong cuốn sách này thì nó không hẳn thuần túy là dạng kiểu chương bổ trợ như thế, và nó cũng là mặc dù kể ngày xưa nhưng mà lại viết một cách rất là dễ đọc và mình thích, mình có thể đọc được ấy. Những cái phần chương nhật ký trong chuyện này thì mình sẽ không skip mà mình đọc rất là kỹ, thì bởi vì để hiểu là cậu anh Rio này ấy, cậu đang rất là tò mò và cảm thấy cũng rất là bất ngờ khi mà phát ra là gia đình của mình, bố mẹ mình có thể là những người như thế ở trong chuyện này, trong cái cuốn nhật ký này. Và bây giờ ấy là sau khi đọc xong hết rồi, và bây giờ là Rio với cả Yohei là ngồi nói chuyện với nhau. Yohei thì theo kiểu nghĩ là anh mình đang nghĩ quá thôi và không nên tin quá nhiều vào cái cuốn nhật ký làm gì, nhưng mà thôi vì cậu anh nên là Yohei đã giúp đỡ cậu anh, ví dụ như là tìm lại cái sổ nhận hộ khẩu này, rồi xem lại các cái thông tin về đăng ký kết hôn hay là giấy khai sinh gì đấy của bố mẹ, để xem là để xác minh được là cái người viết nhật ký có thể là ai, bởi vì là Rio sẽ nhớ các cái mốc thời gian, ví dụ họ chuyển nhà như thế nào rồi này nọ vân vân ấy. Thì ở đây thì cuối cùng đã có một cái phát hiện rất là lớn, và cũng có thể là cái giả thiết về người mẹ thay thế của anh Rio này là đúng. Cái hồi lúc đầu mà mình đọc về cái bà mẹ thay thế đấy Rio nói thì mình cũng hơi kỳ, vì sao lại có thể nghĩ ra được kiểu bà mẹ thay thế. Nhưng mà bây giờ là khi mà đã đọc được đến cái phần ngày và anh Rio đã cảm thấy là có một cái bằng chứng rất là liên quan đến cái việc giả thiết đó ấy, thì có vẻ như mọi chuyện không thể đưa ra như chúng ta nghĩ. Mình cũng không thực sự hiểu được là tiếp cái chuyện này nó có thể đi theo hướng nào, bởi vì chuyện này nó không giống với một cái kiểu vấn đề như kiểu nhiều chuyện thriller mà mình đọc thì kiểu chúng ta biết được luôn là cái vấn đề của nhân vật đó là gì, ví dụ ai đó mất tích hay là có một vụ giết người xảy ra hay gì đấy. Nhưng mà ở đây thì nó gần như là không có cái kiểu như vậy, mà chỉ đơn thuần là anh Will này, anh ấy đọc được cuốn nhật ký và anh phát hiện ra rằng là có thể gia đình mình đã ẩn giấu một cái bí mật gì đó rất kinh khủng liên quan đến cuốn nhật ký này và bố mẹ, nói chung là do là bố mẹ. Thì chính vì vậy mà bây giờ kể cả khi đã đọc xong cuốn nhật ký rồi, và nếu phát hiện ra được cái nhân thân như thế, cái phát hiện về cái gia đình mình như thế, thì sau đó chuyện có thể sẽ đi theo hướng thế nào thì mình cũng không biết được. Mình cảm thấy rất là tò mò về cách mà ở cuốn sách này đang đi theo cái hướng cuốn sách theo, vì hy vọng là cái kết chuyện nó sẽ để lại cái gì đó nó rất là ấn tượng với mình, nó theo kiểu nó phải một cái gì đó nó đọng lại. Bởi vì mình thấy cái chuyện này nó rất là khó để tạo ra được một cao trào, cho nên là mình rất tò mò về cái cách mà tác giả kết thúc câu chuyện này, cái cách mà tác giả tạo ra cao trào như thế nào để khiến mình cảm thấy sẽ không bị hụt hẫng khi mà đọc xong. Kiểu khi mình đã đọc này rất là hồi hộp, rất là kiểu tò mò về cái, mình rất là cảm thấy là cần phải tìm hiểu về cái bí ẩn, đúng không? Nhưng mà cái này nó chưa phải là tạo ra, tức là bởi vì nó không có những cái gọi là cái loại stake ấy, kiểu cái rủi ro của nhân vật chính khi mà gặp những vấn đề này thì nó không có. Thế nên là mình đã cảm thấy nó rất là an toàn ở đây. Và vì vậy không rõ là tác giả sẽ giải quyết câu chuyện này theo hướng như thế nào, vì nó sẽ không có một cái mâu thuẫn, không có một cái xung đột gì ấy. Nên nó cũng không có cái gì nó đe dọa đến nhân vật chính Rio khi phát hiện ra cuốn nhật ký này và sự thật về gia đình mình. Còn một cái vấn đề nữa liên quan đến Rio đó là các bạn nhớ cái cô Chie, cô bạn gái mà mất tích của Rio không? Thật ra thì cái sự thật về vụ mất tích của cô Chie này nó cũng không hề đặc sắc như là mình hy vọng. Đặc trưng là không đặc sắc lắm thì đấy, tình hình thì câu chuyện nó là thế nhá. Mình cập nhật nhá, là mình đã đọc xong cuốn Trái tim của quỷ rồi, và cuốn này mình sẽ cho 3.5 sao. Thứ nhất là mình cũng bất ngờ là mình cũng thấy cuốn này khá là hay. Mình từng đọc một vài bạn review và thấy rằng có vẻ như là mọi người không thực sự thích cuốn này cho lắm, nhưng mà nó cũng khá là vượt ra cái mong đợi mình, bởi vì khi mà đọc review đó mình đặt cái kỳ vọng của cuốn này rất là thấp, cho nên là đọc nó lại khá là ổn so với những gì mình nghĩ, nên là mình cho 3.5 như vậy. Cuốn này là như mình nói thì là anh cậu Rio này cũng đọc nhật ký đúng không?
đến về sau thì khi mà nó sẽ cuốn nhật ký được kết thúc một cách rất là bất ổn, là cái người viết nhật ký là thể ra một cái tâm lý vô cùng là bất ổn, và chính vì vậy mà cậu Rio này bắt đầu suy nghĩ về cái giả thiết người mẹ thay thế cậu ấy ở đầu truyện ý, và liên kết với cả cái cuốn sách về cái cuốn nhật ký này để xem là cái giả thiết đấy cậu có đúng hay không. Và từ đấy bắt đầu là cậu ấy cùng với cậu em trai để đi tìm hiểu. Cậu em trai thì ra thì đóng vai trò như kiểu phụ tá trợ giúp đi tìm tài liệu thôi, chứ còn về cái phần suy luận thì không có suy luận, mà tức là kiểu phần mà gọi là tự suy ra, tự suy diễn ý, suy diễn từ những cái thông tin đó, thì cậu Rio này nghĩ ra là có thể việc này liên kết việc này và người này là người này đấy, kiểu vậy. Và cuối cùng thì cậu ấy cũng đối mặt với cả bố mình để hỏi sự thật là gì. Thì ông bố kể hết ra mà mọi thứ nó diễn ra đúng những gì mà nó đã xảy ra, nó không có gì quá là bất ngờ cho lắm. Cái chuyện này thì nó không phải theo cái kiểu tâm lý giật gân, mình không thấy có sự giật gân, mình chỉ thấy là mới đầu mình có cảm giác thấy sự giật gân ý, bí ẩn vì vì cuốn nhật ký mà, nhưng mà về sau thì mọi chuyện nó khi được phơi bày hoàn toàn thì nó chỉ đơn giản là nói về cái tâm lý bất ổn thôi, và bi kịch của một gia đình, nó kiểu nó hơi hơi kiểu là một bi kịch của một gia đình ấy, cho nên là nó sẽ thiên nhiều về cái phần là tâm lý nhưng không phải giật gân ý. Rồi chuyện thì cũng có nói một cái phần nữa là cái mạch hiện tại về cậu Rio này mà cô bạn gái mất tích ấy, thì bây giờ nửa về sau chuyện là nó có một giải quyết về chuyện cô bạn gái mất tích, tức là tìm được sự thật là tại sao cô ấy lại mất tích và rồi Rio sẽ xử lý thế nào đấy. Thì cái phần đó nó không thực sự là quá hay, mình hơi thất vọng khi mà biết được là chuyện gì đã xảy ra với cô bạn gái, nó không kịch tính như mình nghĩ và nó cũng không hề liên quan tới cái gia đình của cậu Rio này. Mình cứ tưởng là nó sẽ có liên quan gì đó tới với nhau cơ, nhưng mà hóa ra nó hẳn như hai mạch nó khác hẳn, nó riêng biệt hẳn. À, và cuối chuyện này có một cái twist rất là bất ngờ, mình khá là bất ngờ với cái twist đó ấy. Dĩ nhiên mình chắc là cũng có người đoán ra được cái twist đấy thôi, nhưng mà với mình thì mình lại thấy rất là bất ngờ về gọi là nó nói về thân phận của một cái người trong chuyện. Và tuy nhiên thì khi mà biết được cái sự thật đó, cái chuyện đó xảy ra ấy, thì mình lại nghĩ nó hơi hơi ghê, kiểu liên kết với một vài chi tiết trước đấy trong chuyện nữa về cậu Rio này với cả cái nhân vật đó. Thì khi mà biết được thân phận của nhân vật đó là ai và chúng ta kết nối lại ấy, thì nó hơi có vấn đề ấy. Mình thấy nó hơi 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 ghê đấy. Đây là cảm giác của mình, cho nên cuốn này là 3,5 sao. Và mình đã chuyển sang cuối cuối cùng cho cái vlog này là cuốn Lôi Đài Cát của Matsumoto Seicho, và cuốn này mình đã đọc được gần một nửa rồi. Và cuốn này thì nói thật là rất 50-50, có những người rất thích và có những người không hề thích. Những người không hề thích thường là những người mà họ đã phải DNF cuốn này bởi vì nhịp truyện quá chậm. Và công nhận, mình phải công nhận là cuốn này đang vô cùng là chậm. Nó là cuốn truyện về thanh tra điều tra nhưng mà nó sẽ có một số yếu tố tâm lý, một số yếu tố kiểu kể quan điểm nhìn của những nhân vật khác ấy, mà chúng ta không biết là có liên quan gì tới việc chính. Ở đây là có một người đàn ông bị giết một cách rất là tàn bạo và để xác đường ray, và bây giờ cảnh sát tập trung vào điều tra người đàn ông này. Tuy nhiên mà đến gần cả hơn tháng trời họ không tìm ra được lai lịch của người đàn ông này, và gần như là đến cái tầm mình đọc này chỉ là để tìm hiểu về nạn nhân là ai thôi, cho đến khi mà có một người ra mặt và nói là đấy nạn nhân là ai ai, thì lúc đấy là họ mới bắt đầu gọi là đi tìm hiểu về lai lịch của người đó. Đấy, toàn bộ nửa phần này của mình gần như là chỉ để đi tìm về cái người nạn nhân đấy là ai, cho nên có thể hiểu là tại sao nói chuyện có thể chậm đến như vậy, vô cùng là chậm rãi. Thì chắc là đương nhiên nhiều người sẽ không thể nào mà chịu được và từ bỏ. Mình thì thực ra vẫn đang cảm thấy tò mò về cái hướng tiếp theo là điều tra như thế nào, bởi vì nạn nhân này có vẻ là người rất hoàn hảo, hiện tại chưa thấy có điểm gì đáng nghi để có thể tìm ra được kẻ ghét thủ phạm, kẻ ghét nạn nhân. Nhưng mà đấy là 15 khía cạnh ở cái phần đầu này chuyện. Sau đó thì bên cạnh cái nhịp, cái dòng mạch mà đi theo cảnh sát điều tra ấy, là anh nhân vật chính là thanh tra là Imanishi, một điều tra viên kỳ cựu, thì bên cạnh cái mạch của anh đó thì sẽ là mạch của nói về một số các nhân vật khác mà hiện tại mình cũng chưa thấy có sự liên quan gì với cả nạn nhân đâu nhá, mà mới chỉ là tác giả đang liệt kê ra các nhân vật khác này và câu chuyện về những nhân vật đó. Và
chắc là về sau thì sẽ dần dần chắp nối lại tất cả các nhân vật với nhau để tạo ra một cái câu chuyện hoàn chỉnh hơn ấy. Thì làm chúng ta được giới thiệu về một số những nhân vật như kiểu nhà phê bình rồi nhà văn, nhà báo, diễn viên, diễn giả, ca sĩ vân vân gì đấy, mà tất cả họ là thuộc một cái nhóm tân tiến đấy, gọi là Nouveau Group, một cái nhóm nghệ sĩ, thực ra không cần thiết nghệ sĩ, là chính trị cái gì cũng được, nói chung là tất cả các ngành nghề miễn là họ có cái tư tưởng cấp tiến và không quan tâm tới cái tư tưởng bình thường như bây giờ đấy, họ sẽ là thượng đẳng, có cái thái độ nó hơi thượng đẳng kiểu như vậy. Họ rất là vinh váo về cái việc là họ trong cái nhóm này đấy, và rất là tự hào về những cái thành quả của mình trong việc là đặt ra những cái tiêu chí rất là cao về cái ngành nghề đó của họ đấy. Thì nói về một số những nhân vật trong cái nhóm đấy và mối quan hệ của họ, rồi cuộc tình của họ các kiểu, rồi một số những nhân vật nữ mà mình cũng không chưa thấy được cái sự liên quan. Tuy nhiên là bắt đầu đến cái đoạn mình đọc đây là anh em anh sẽ có suy ra được một số những thông tin liên quan đến hung thủ. Mới đầu thì nghe nó rất là hợp lý nhá, nhưng mà về sau khi mà anh em anh chị bắt đầu nghĩ nhiều hơn một cái danh hung thủ đó, và anh ấy đã suy ra được một cái ý tưởng khác, tức là anh ấy đọc một cái bài báo trên báo và anh ấy bắt đầu nghĩ rằng ô cái này có thể là liên quan tới vụ án ấy, kiểu mình thấy sợ suy ra được thì nó cũng siêu phết đấy. Và rồi thì anh ấy làm theo cái suy đoán đấy của mình, mà rõ ràng là cái khả năng thành công nó cũng rất là thấp đúng không, thế mà không ngờ lại vẫn là trúng, là kiểu cảm thấy nó rất là hơi kiểu đắm mói mà vẫn đúng ấy, nên mình thấy nó hơi hơi khó tin ở cái phần đó, khó thuyết phục ở cái phần là chỉ là như kiểu nó hơi hơi đoán mò, mặc dù biết là trong chuyện thì nó sẽ là cái do là cái suy luận của anh này rất là giỏi, anh ấy có thể kết nối được tất cả các thông tin mà tưởng chừng như nó vô nghĩa và nó không có ích gì hay nó không liên quan vụ án, anh ấy làm được hết, anh ấy chắp nối được tất cả các manh mối đấy. Thì đấy là trong một cái chuyện nó hợp lý nhất, nhưng mà khi người ngoài như mình là người đọc vào thì mình cảm thấy là nó hơi 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 kiểu mò mẫm ấy, đoán mò ấy, và do anh vẫn đúng ấy, nên nó không được thuyết phục cho lắm với mình. Thì đấy là cái phần mình đang cảm thấy sau khi đọc được đến đây của chuyện. Thì chắc là tầm gần 70% gì đó đến đây thì mình sẽ cập nhật tiếp xem vụ án này đến thế nào. Hiện tại thì nó vẫn chưa có liên quan, nạn nhân thì vẫn chưa thấy có gì là tại sao, lý do tại sao mà nạn nhân lại bị giết này. Và hung thủ thì mới chỉ là xây dựng ra được là cái quá trình hung thủ có thể là làm gì sau khi giết người, thì đấy chỉ là cái mà anh Imanishi này anh ấy sẽ có cái sự suy đoán đoán mò đấy về sau, thì sau đó nó lại có một cái sự trùng hợp nhá, cái suy đoán đấy của anh ấy, cái người trong cái suy đoán đó thì lại trùng hợp là lại xuất hiện ở gần nhà anh này, nói chung là nó có nhiều cái nó rất là trùng hợp và mình nó hơi thành ra là đoán mò và nó tự dưng nó thành xác suất đúng. Thôi rồi, nhưng hiện tại thì đúng cái nhịp rất là chậm và chắc chắn sẽ nhiều người sẽ không đọc được chậm như thế, nhưng mà mình thì hiện tại vẫn đang ổn, nó không chưa có cái vấn đề gì xảy ra hết. Còn cái túi nó bay qua từ con cái túi nó bay trong không trung một cái đấy, thì mình sẽ xem tiếp là nó thế nào nhé. Mình đọc được tầm này thì chắc là tính là 80% đúng không, 80% rồi đấy, theo đúng tầm này. Cái vụ án thực ra nó không quá là hấp dẫn với mình ý. Mình có thể hiểu được một thêm những cái lý do để mọi người đi ELF cuốn này. Đầu tiên như là trước mình có nói thì cuốn này nó đọc rất là chậm đúng không? Cho nên là mọi người sẽ khả năng đi ELF đạt rất cao. Nhưng mà mình vẫn cố gắng đọc tiếp, và đến bây giờ thì ngoài cái bề nhịp chậm ra ấy, thì nó còn là cái diễn tiến vụ án ý. Nó diễn tiến vụ án nó chậm, cho nên cái điều tra cũng rất chậm. Ngay cái việc đầu tiên mà để tìm ra danh tính của nạn nhân thôi cũng đã phải mất cả một đoạn rất là lâu rồi. Sau đó thì không tìm hiểu được thêm gì về nạn nhân đấy luôn ý. Và anh thanh tra Imanishi này lần theo những cái manh mối mà nó rất là trùng hợp và ngẫu nhiên. Vì vậy mà khi mình đọc thì mình theo chỉ đơn giản là ok, kiểu mình công nhận nó là như thế, chứ mình không thực sự là bị thuyết phục, bởi vì những cái bằng chứng, những cái manh mối thế này nó đúng cái kiểu đoán mò mà. Thực ra thì cái này mình ý này mình đã nói rồi đúng không? Thì cái quá trình mà anh Imanishi này anh xác nhận lại các manh mối nó cũng lâu, nó cũng rất 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 là chậm.
diễn tiến vụ án xảy ra đúng như là kiểu rùa bò ấy. Nó vô cùng là chậm rãi. Và một cái lý do nữa mà mình nghĩ là khả năng đi ép sẽ rất cao đó chính là vụ án nó không không thú vị. Đương nhiên là nó có những diễn tiến mới là có thêm hai ba người chết rồi, nhưng mà cái chết của ba người này thì cũng không biết là có liên quan thực sự gì tới nạn nhân không, và có đúng là do một kẻ nào đấy gây ra hay không, chưa biết nhá. Cái đấy thì chắc phải đến cuối thì đọc mới biết là nó là như thế nào. Nhưng mà cái quan trọng ở đây là mặc dù có thêm những người chết, mình vẫn không cảm thấy nó đủ cái sự hấp dẫn ý, để cái vụ án này nó có thể tiếp tục thu hút người đọc. Kiểu mình sẽ cảm thấy phải gây nguy hiểm, tức là có gì đó nó nguy hiểm dẫn chơi với anh cảnh sát này, hay là những cái chết này thì nó tiết lộ thêm một cái gì đó về nạn nhân. Nhưng hiện tại thì những cái chết nó vẫn chưa làm được cái gì hết. Và anh Imanishi này rất may mắn là anh lại có sự kết nối một cách theo kiểu đám mò đấy, và các sự ngẫu nhiên, sự trùng hợp nó xảy ra cũng rất là đúng lúc nữa. Thế nên là tự dưng anh ấy lại có thể kết nối được một số các cái chi tiết vụ án với nhau. Nhưng mà thực sự là đây là lần đầu tiên mình đọc một cuốn nào mà từ đầu đến giờ thì nó gần như chỉ là có võ đoán, đoán mò, không có một cái phát hiện theo kiểu logic cho lắm. Lúc anh ấy suy ra từ những cái bằng manh mối đó thì nó cũng đúng là theo kiểu suy diễn là chính ý. Nhiều cá mà mình thực sự là không biết phải nói nào, bởi vì nó không có theo cái kiểu một cách logic, nó đơn thuần là những suy đoán hơi hơi có căn cứ nhưng mà cũng không hẳn là có căn cứ, và nó cứ theo kiểu đám mò, đúng dạng cái kiểu đám mò ấy. Và nói thật là cái vụ án nó không hề thú vị, nó không có những tình tiết để khiến mình cảm thấy là cần phải đọc tiếp. Đương nhiên là mình vẫn sẽ cố gắng đọc tiếp thôi để xem là kết quả thế nào, thì có thể những đâu nó lại thay đổi suy nghĩ của mình. Nhưng thế hiện giờ thì nó không, mình không thể có cái triển vọng gì cho lắm, mình không thể khả quan gì cho lắm. Thực sự lẽ vì nó không thú vị. Phải làm rất là nhanh bởi vì bà bi bài đấy. Đây, nhìn này, bà đang dục mình đưa bài đi chơi. Đây là bây giờ mình sẽ tổng kết lại ba cái cuốn mà mình đã đọc trong cái vlog. Không, mình chưa tổng kết vội mà mình sẽ nói về cái tình hình của cuốn Lâu Đài Cát này nhá. Thì tình hình là mình đã về càng về sau mình đã càng không thể nào mà cố gắng tiếp nổi, và cuối cùng là mình đọc kiểu đọc skip ý, đọc lướt cả một đoạn gần cuối. Sau đó thì để đọc đến đấy cuối cùng để xem thủ phạm là ai. Thì cái cách gây án nó cũng khá là độc đáo, và cũng mình hơi bất ngờ là cái cách gây án nó lại hiện đại như thế so với cả cái quá trình điều tra vụ án, nó rất là thủ công và rất là mất nhiều thời gian đấy, kiểu nó rất là có cái sự đối lập một cách rõ ràng. Cái cách gây án của hung thủ nó có thể phức tạp như thế, nó có thể không đến một quả phải phức tạp, nhưng mà cách gây án của hung thủ nhá, bắt đầu từ cái động cơ nó rất là đơn giản luôn ý, cái động cơ mà mình cũng không thể nào mà hình dung nó lại có thể đơn giản đến như thế. Rồi cách gây án thì lại có thể sử dụng một cái phương thức nó hiện đại đến như vậy, thế là tự dưng khiến cho cái câu chuyện này nó cũng có một cái nét thú vị nào đấy khi mà chúng ta biết được về cái sự thật nó là như vậy. Là đấy, thì ra là đấy là kể giết người, và lý do tại sao tác giả lại có kể các cái chương về những nhân vật khác như vậy, bởi vì kể giết người là một trong số những nhân vật đó. Tuy nhiên thì cái quá trình từ đầu cho đến lúc mà tìm ra được thủ phạm thì thực sự là một cái sự chật vật với mình. Mới đầu thì mình còn có thể đọc được, nhưng càng về sau nó vẫn cái diễn tiến độ nó quá là chậm, và cảm giác nó còn chậm dần đều nữa chứ không phải là tăng dần luôn ý. Đến cả lúc mà tìm ra thủ phạm thì cái cảm giác nó không thực sự là theo kiểu hứng khởi ý. Như kiểu các bạn khi mà chúng ta đọc một chuyện trinh thám thì những cái đoạn mà tìm ra thủ phạm hay là đoạn mà kể lể dài dòng dẫn đến cái thủ phạm đấy ý, thì nó đều kiểu tạo
tạo ra cảm giác nó tăng cái nhịp nhanh hơn, hoặc là cảm giác chúng ta kích thích và nó cứ hồi hộp dần ý. Nhưng mà ở chuyện này nó không như thế, nó lại ngược lại, nó khiến cho mình nó cứ chậm để đi, về kể cả cái lúc phát hiện ra thủ phạm không, mình không cảm thấy cái sự thăng hoa đấy. Mình thấy thế là xong, hóa ra là như vậy hết. Mình không thực sự là có thể cảm nhận được là đây là tìm ra được thủ phạm. Mọi thứ nó quá là bình thường à, không gọi từ bình thường, nhưng mà kiểu cái quá trình để tìm ra được thủ phạm nó là một cái sự gian khổ ấy, như kiểu chúng ta leo núi, nó rất là kinh khủng và mình muốn bỏ cuộc ở mọi thời điểm khi đọc cuốn này, và đã rất là cố gắng để đến được gần cuối như thế rồi và mình không thể nào chịu được nữa. Lúc mình nhìn thấy nó vẫn còn tận một đoạn như thế này nữa thôi, mình khi mình còn một đoạn thì thôi, mình cảm thấy mình không thể nào mà có thể đọc từng đấy đoạn nữa, và mình đã cùng skip toàn một đoạn đấy, mình gọi là đọc lướt lướt để xem tiến trình thế nào, và sau đó là cuối cùng cũng đã đến được đoạn cuối cùng để tìm ra thủ phạm là ai. Có một cái nữa mà đọc cuốn này thì thực sự là mình không tải nổi cái số lượng nhân vật quá nhiều, và mọi người thì vẫn biết là đọc truyện Nhật thì nó khó nhất là nhớ tên nhân vật đúng không? Tuy nhiên ý, nếu mà tác giả biết cái cách mà đưa được các nhân vật nó có một cái sự độc đáo đấy với câu chuyện này, hoặc là ít nhân vật thì may ra thì mình có thể nhớ được ấy. Nhưng mà chuyện này nó quá là nhiều nhân vật. Sau đó ý, đặc biệt ý, là trong cái lúc quá trình điều tra của cái anh Imanishi này về hung thủ ấy, thì nó lại sinh ra vô cùng rất nhiều những cái tên khác, chứ không chỉ có mỗi một cái tên của hung thủ hay là gì đâu, mà nó từ kiểu như kiểu tìm hiểu chi tiết về ra phả hay gì gì đó, nó rất là nhiều tên trong cả quá trình đấy, xuất hiện đến phải hàng trăm cái tên nữa, mà nói thật là mình không thể nào mà nó lốt hết tất cả vào trong não rồi để nhớ hết được tất cả những cái tên đó luôn ý. Ôi, nói chung thì thực sự là đọc chuyện này nó quả là một sự trắc trở, nó sự gập ghềnh, và mình có thể hiểu, mình rất rất là hiểu thấu được cho những ai mà đã đi ép cuốn sách này. Thực sự là mình cũng đã rất muốn đi ép cuốn sách này mà, và mình đã phải cố gắng lắm ý, mà có thể đã gọi là skip hết tổng phần cuối để đọc được cái đoạn cuối thì biết được thủ phạm là ai, vì mình không thể nào mà chịu nổi nữa, mình không thể nào mà chịu được cái sự tra tấn như này được. Và mình cũng biết là chắc chắn sẽ có rất nhiều người là thích cuốn này thôi, vì nó có những cái hay riêng. Thì mình thấy là ở đây thì nó nói nhiều về các cái khu vực địa lý, thì có vẻ như là nếu ai mà thích đọc về kiểu tìm hiểu địa lý thì về văn hóa địa lý nói chung lại từng phận, từng vùng miền ý, thì cuốn này có thể sẽ phù hợp này. Với cả mình vẫn theo cái hướng đầu của mình nói về cuốn này nhé, là tác giả là gần như là đưa những cái sự trùng hợp rất nhiều vào, và vì vậy mà anh trai này có thể điều tra được vụ án. Chính ra thì dựa vào các sự trùng hợp cũng chả sao, nhưng mà hầu như tất cả những gì mà anh phán đoán ý thì đều bắt nguồn từ những cái sự trùng hợp và ngẫu nhiên. Tự dưng cái này rơi ra đây, cái này hóa ra là liên quan hung thủ, tức là mọi thứ nó rất là trùng hợp, nó rất là tình cờ, và tự dưng nó đều ủng hộ cho những cái suy luận của anh em Nishi. Nói chung như vậy, chứ nó không thực tế là logic kiểu chắc chắn phải như thế. Đấy, nên là cuốn này thì mình sẽ chỉ cho 2 sao. Tổng kết lại thì với 3 cuốn này trong cái vlog đọc sách chiến thắng Nhật này thì mình có đọc 3 cuốn. Thì cái cuốn đầu tiên là cuốn mà mình hay nhất và mình sẽ recommend, đó là Vì sao không thể giết của Ippon Kitoru, là một cuốn sách mà có một cái twist khá là hay về thủ phạm. Đấy, cái quan trọng là khi mà chúng ta biết thủ phạm là ai, chúng ta cảm thấy rất là thăng hoa, cảm thấy rất là mãn nguyện, nó không phải như cái cuốn Lôi Đài Cát. Cuốn Vì sao không thể giết này thì là nó có nói nhiều về cái việc là làm báo, và nó đi sâu hơn vào cái việc điều tra của một người làm báo, một nhà báo ấy, và cái tâm lý của một cái kẻ hung thủ khi mà liên lạc với truyền thông, và hắn muốn được lộ diện, hắn muốn nói chuyện, hắn muốn có sự giao tiếp liên lạc với những người làm báo, và cái từ đấy để tìm ra được thủ phạm là ai, và để hiểu được tâm lý của một cái kẻ giết người như vậy là tại sao hắn làm việc đó. Và hóa ra thì tất cả nó chỉ là một âm mưu rất là thông minh của một tên giết người.
và chuyện nó có những cái twist nữa, có những cái ví dụ tiết lộ thủ phạm là những cái twist rồi nhé, sau đó lại có thêm một cái twist nữa về một cái tình tiết mà vô cùng quan trọng trong chuyện này, vì nhân vật anh nhà báo trong chuyện này mà anh chính diện ấy, mà kiểu tức là toàn bộ những cái gì mà của cái phần tiết lộ đó nó thực tế là nó liên quan trực tiếp đến những cái hành động của tên thủ phạm luôn ấy. Đấy, thế nên là mình cảm thấy mọi thứ ở trong chuyện này nó đều rất là logic và nó đều không bị thừa. Bác bạn hiểu là mình có đọc rất là nhiều cuốn sách vừa rồi là tác giả cho thêm những cái twist ở cuối chuyện cuối cùng ấy mà nó không cần thiết, mà nó cũng không thay đổi gì so với cả chuyện. Thì chuyện này thì cái twist, cái phần tiết lộ ở cuối chuyện nó thực tế là nó bổ sung cho câu chuyện và nó khiến câu chuyện hay hơn rất nhiều và khiến chúng ta có một cái nhìn, cái thay đổi, cái ánh, cái cách nhìn nó khác hẳn về các nhân vật trong chuyện. Đấy, và cảm thấy nó cũng rất là hợp lý với chính cả cái tên với người. Nên cuốn này mình cho 4.5 à. Đấy. Cuốn thứ hai là cuốn Trái tim của quỷ. Cái cuốn này thì nó thuần túy về mặt tâm lý nhiều hơn là về trinh thám. Nó không giống như kiểu Lôi đài cát với cả Vì sao không để giết, thì nó là đúng kiểu là điều tra tội phạm. Với cái cuốn này thì nó là thiên nhiều về kiểu báo chí, nhà người nhà làm báo điều tra. Và cuốn Lôi đài cát thì là thanh tra điều tra. Của cuốn này thì nó sẽ đúng cái kiểu là tâm lý giật gân ý, psychological thriller về cuốn nhật ký này. Rồi câu chuyện mà nhân vật chính gặp phải hiện tại. Thì cái mà mình thích nhất là phần câu chuyện này, nó là phần nhật ký. Nhật ký nó rất là hay. Nhật ký nó thể hiện một cái tâm lý méo mó của con người có vấn đề, con người có người có thể là cái giết người ấy. Còn cái chuyện hiện tại về cái anh chàng, cái nhân vật đang đọc của nhật ký này, thì mình lại thấy nó bình thường và nó cũng không có quá nhiều cái gì đặc sắc cho lắm. Rồi có cái chuyện xảy ra với anh ta thì đến về sau mình lại, khi mà được phát hiện sự thật cái câu chuyện đó, thì nó lại không hẳn là một cái gì nó lớn cho lắm, mà nó khiến mình hơi thụt hẫng vì nó không liên quan tới cái cuốn nhật ký. Và ở được cái là chuyện này cũng lại có một cái twist khá là hay liên quan đến cái người nhân thân, cái người mà viết nhật ký. Bởi vì là cái anh em chính anh vẫn đang tự hỏi là cái người viết nhật ký này có thể là bố hay là mẹ mình hay là ai đấy ấy. Cho nên là đến khi mà phát ra được cái người viết cuốn nhật ký là ai thì mình thấy rất là bất ngờ. Tuy nhiên là khi mà phát ra cái đó thì nó lại khiến cho mình đặt dấu hỏi vào một cái tình tiết trước đấy, một vài tình tiết trước đấy của chuyện liên quan đến mối quan hệ của anh này với các cái người đó. Thì đấy, nó có một cái dấu chấm hỏi, nó hơi khiến mình cảm nó hơi ớn kiểu okay. Thì đấy là cái mà mình đang thắc mắc ở cái phần đấy thôi. Còn lại chuyện này thì mình thấy cũng khá là ổn, nó không phải theo mức quá là hay, bởi vì thực sự là cái có một cuốn phần của nhật ký nó hay thôi. Và chuyện này thì làm mình liên tưởng đến cuốn mà mình đọc trong thời gian mình đọc cuốn này, thì mình đọc cuốn Keep It In The Family của John Myers. Cũng có một cái yếu tố liên quan đến dạng nuôi dưỡng và mà không yếu tố theo kiểu nuôi dưỡng một cái kẻ giết người trong nhà ấy. Thì trong chuyện này nó có cái dạng như vậy, thì mình thấy khá là hay. Tôi vì cái cách xử lý của phụ huynh khi mà biết con mình là người như vậy thì nó sẽ thế nào ấy. Thì đấy, thì chuyện này là mình thấy nó có giống, nét giống với cả cuốn Keep It In The Family. Rồi còn nói về cuốn cuối cùng là cuốn mà mình thấy đau khổ nhất để nói là cuốn Lôi đài cát, thì một cuốn sách mà chắc chắn sẽ có nhiều người thích. Tuy nhiên là mình không thuộc trong số những người thích mà mình sẽ nghiêng về cái phe DNF cuốn này nhá. Cuốn này thực sự là mình đã nói như vừa nãy rồi đấy, thì cách điều tra nó rất 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 là chậm, nó siêu chậm, nó chậm rãi, nó đúng kiểu rùa bò, đôi khi nó còn chậm hơn cả rùa bò. Và cái những cái điều tra, những cái phát hiện nó vô cùng là theo hướng ngẫu nhiên và tình cờ, có sự trùng hợp, có sự sắp đặt, nó không hề theo đúng cái kiểu là có lý ở đấy ấy. Nó rất là trùng hợp, rất là ngẫu nhiên đấy. Và được cái là cái cách thức gây án của hung thủ thì lại tiên tiến nhưng không ngờ. Nó khiến mình ngạc nhiên là thì điều tra thì rõ là lâu và nó rất là lạc hậu, rất là chậm chạp, nhưng mà cái cách gây án hung thủ thì sao lại có thể hiện đại được như thế. Quả là một tên thủ phạm rất là tiên tiến, cấp tiến. Tôi đúng rồi, trong cái nội này có một cái nhóm Nouveau Group, là cái nhóm mà chuyên gia toàn những thành viên rất là tiên tiến và cấp tiến ấy. Tự cho mình là những người gọi là đi trước thời đại ấy. Thế thôi, chuyện này thì
chuyện này có lẽ là tệ nhất so với trong cả ba cuốn mình đọc, vì mình không thể nào mà tải nổi cái cuốn này được. Nó to và nó nhiều chữ. Nhiều chữ được cũng không sao, nhưng mà cái vấn đề là nhịp truyện nó quá là chậm ý. Và đến cái lúc tìm ra thủ phạm, thực sự là mình không cảm thấy có sự thăng hoa, mình không cảm thấy mãn nguyện gì hết luôn ý. Thế nên là trong cái vlog đọc sách của ba cuốn này thì có lẽ là mình sẽ recommend nếu là một cuốn duy nhất thì đó là cuốn Vì Sao Không Thể Giết Thôi, ý vì vẫn có một cái thành công trong vlog này. Đấy, còn nếu không thì nếu bạn không thích điều tra thì có thể thử Trái Tim Quỷ. Nó sẽ hơi kiểu tâm lý, nó biến thái, nó không phải biến thái, tâm lý nó méo mó của một tên giết người. Còn nếu bạn thích chậm rãi và không có gì xảy ra của người thích nói chuyện, tức là nó cũng có xảy ra nhưng mà nó quá chậm ấy, cảm giác nó không được, không cảm thấy không có gì xảy ra thật, và thích về văn hóa nhỉ?